Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em lại tiếp tục đi phát quà từ thiện cho vợ chồng chú A Phước cũng như là mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ quý vị. Hôm nay tiếp tục đi phát quà nha quý vị ơi. Bỏ nhẹ nhẹ không như thằng sáng là nó làm cái rầm vậy đó. Hôm nay tiếp tục đi phát quà nữa hả cô Lo? Nó quá cao á, nó xuống thế nó xuống không phải vậy. Hôm về ăn xôi không? Xôi không? Dạ có. Thì chị ba đưa anh hai bịch, nói một bịch hai hộp là của bịch định. Chứ sao ăn cũng nhiều quá rồi kệ đi. Hôm nay cũng tiếp tục đi phát gạo, rau củ quả cũng như có thêm cà chua với ớt nữa quý vị. Dạ. Cà chua hôm nay rất là nhiều mọi người. Còn nữa hả? Cái này hư. Lấy bọc cái lửa đi dùng cái bây giờ vào trong một con hẻm vùng sau vùng xa ở Bình Chánh nha quý vị. Ai mua gì xin không? Xin gì không? Và bây giờ vào một con hẻm nha quý vị. Cho chú này rau. Lấy đây luôn hả? Trên từng lấy ngay luôn. Không mua gà quét gì chứ. Trời ơi, đang lên clip mà nói kỳ vậy ông chính. Anh Chính với tụi em là lên đường thì phát quà từ thiện cho quý vị ơi. Đó, chiếc xe huyền thoại đây quý vị, chuẩn bị là mua xe mới luôn nha. Chuẩn bị mua xe mới cho anh Chính, cũng có một số bài được mạnh thường quân ủng hộ rất nhiều rồi. Quá trời đẹp, đường xa phía Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 30 tháng 9 thì cũng đông đúc hơn rồi, bắt đầu ngày mai là sáng nữa là đi tự do không cần giấy tờ nữa quý vị. Ngày hôm nay tụi em tiếp tục đi phát quà từ thiện ở Bình Trị Đông Bê nha quý vị, ở đó là đường số 19, phát cho 9 phần cho mấy bạn sinh viên, mấy bạn công nhân quý vị ơi. Thì một phần quà thì gồm có 5 cái gạo, một hộp trứng, một bịch rau củ quả nha quý vị. Một phần quà là một phần quà, 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 một phần quà,
sếp như bữa hôm qua đó, người ta ôm cho một cái là nó ôm hết luôn đó. Đủ chưa này? Đủ rồi, ăn cái này chắc em đếm được nha. Này, hôm nay này này 9 phần đơn giản nên đi đếm được. Em để cái hộp gà lên để người ta ôm một lần luôn, hiểu không? À nay nay có tiến bộ cái gì ơi, 9 phần là đếm được mà trên 10 phần là đếm sai luôn. Nhiều quá đếm ngồi lộn luôn. Đây đủ chưa? Lấy cà là phải không anh? Thiếu à, thiếu hai bịch hả? Phải không á? Mày đừng có nói là đếm không được nha. Chị ơi cho đại diện lái đó chị, lấy từng người giùm em đi. Rồi lái đi ạ, à, bắt đầu. Từng người lái. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi còn ai nữa mà? Xin cảm ơn vợ chồng của chú Hai Phước và tất cả các mạnh thường quân đã tài trợ cho nhà trọ của chúng em ngày hôm nay ạ. À. Rồi cảm ơn chị nha. Chị gái mặc đồ đẹp quá à. Đi ơi, chị gái đẹp quá đi ơi. Dạ. Dạ, quê em ở Huế ạ. Huế sao nó tiếng khác cái ta? Dạ. Dạ, tại đó. Em làm việc liên quan tới giao tiếp ấy, nên em đổi giọng thôi. Và bây giờ chị có thể nói tiếng Huế nghe được không? Dạ, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp đỡ cho chúng em nghe hôm nay ạ. Không có chi mô rửa. Ok. Thôi, chị lỗi đi. Đây, 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 mời em đây này. Rồi, chị gì nữa quá rồi. Em vui luôn rồi. Họ chung gì đây rồi đó nha. Thắng là niềm tin chiến thắng đi. Niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui. Niềm tin chiến thắng. Cây lá bay đôi tay gây cuộc mang si tư người. Ước mơ những gì
sương rơi chẳng mềm sao rơi bên thềm. Hàng cây giá bằng sỏi cơn mây đầy tìm đến bên em. Vòng tay ngơ ngàng nghe đắng môi trắng đêm. Em ơi em lời hứa xưa đã phai. Em ơi có hay thành phố không đem ngày ai cống ai sau này. Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu bờ môi nào đắng đo, năm tháng xa vời đời có vui với ai, tà áo xanh màu thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhưng chưa biết yêu được chi, vợ cũng mơ những gì hàng mi khép mờ dần mây tím nhớ nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài. Đèn soi bóng đêm sương rơi chẳng mềm sao rơi bên thềm. Hàng cây giá bằng soi cơn mây đầy tìm đến bên. Quý vị ơi, em tiếp tục điểm thứ 2 ở 53 đường số 5 phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Sau 2 ngày đồng hồ mới tìm được địa chỉ quý vị. Tìm địa chỉ nát nước luôn. Bỏ đại xuống đi. Ra 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 ra. Có anh trai nào không khiêng gạo xuống cho mấy? Nhớ sắp thẳng hàng nha đây. Mấy anh ở xóm trọ này qua phụ lấy gạo xuống quý vị. Rau củ quả nữa nha. Dạ. Thôi, từ từ lấy rau củ quả tại để gạo xuống cho rồi để rau củ quả lên. Xếp thẳng hàng cho nó đẹp. Này ơi, tránh ra đi, toàn nhìn thấy cái bớt thùm của mày không à đây à. Phản hàng chứ đến đúng nha. Anh đây ơi, chắc 26 phần là đếm không đúng rồi. Đó, các thanh niên, anh thanh niên đang phụ bỏ rau củ quả cũng như trứng luôn nha quý vị. Đó là chiếc xe huyền thoại đi xuyên quận luôn, đi mà thấy công an nó cho ưu tiên đây luôn đó quý vị. Đi ơi, mệt không đi? Dạ mệt mà vui. Nhớ không phải tìm đường lâu không không vui hả? Anh nói đi lộ tẻ lần đi nó biết rồi, đi đi tới đây một lần rồi. Bồ cũ của anh đi ở lộ tẻ mà. Năm nay có anh ở Bình Định nè. Dạ em ở Bình Định. Bình Định hai đứa luôn. Hai đứa luôn. Anh Bình Định luôn hả? Mấy cô chú nhớ đăng ký kênh Bình Định nhớ yêu nha. Bình Định nè, nó sẵn nè. Em ở Hoàng Thanh Tây. Hoàng Thanh Tây hả? Ừ. Mẹ bà Hương nè. Bà Hương ấy, à sát với mấy cây. Cách nhà của mấy cây số à? Bình Tân dân số đông quá trời luôn á.
Này ơi, ném bên đây. Ở đây là nó nằm gần ở Tông Văn Nam không anh? Không chú, các bà chờ đề mình xuống quê hương mình á. À, các bà chờ đề á. Bà sắp bên hả? Đúng rồi, các bà chờ đề á. Chờ các bà, anh chạy thẳng xuống không? Các bà chờ đề á. Sắp bên hả? Rồi rồi. Để với xa đó. Để lên trên đây nữa, không người nữa. Ba sáu chín mười hai mười ba bốn mươi lăm sáu bảy mười tám mười chín hai mươi mốt hai ba bốn mươi lăm hai sáu phần thiếu phần rau kia thiếu hai phần là đâu đó vậy dư và để đây còn cái bịch kia chưa có ớt chưa cà chua nè. Đâu? Đó. Ủa đi bán mấy số hả này? Đeo vào tay sao rách hoài vậy cha? Nó mở nó phải rách luôn. Cái này nhiều như số rồi đi. Nha, nói anh nha, là người còn rách luôn chứ đừng nói bảo tàng. Rồi đủ chưa? Rồi cứ hai người nhận giùm con đi ạ. À. Xếp hàng hai người nhận giùm con đi ạ. À. Nhận từ dưới lên trên giùm em đi. Từ dưới lên kia, từ dưới lên kia. Rồi đó, rồi. Rồi ai vô hỏi cái nhận cái đi xe đặng con lên chụp con. Mấy chị nhận nói là nói cảm ơn giùm em cho. Rồi, rồi. Nói lời cảm ơn. Để vô nhận luôn đi con đấy. Cảm ơn nha. Dạ. Giống nhau hết à? Giống nhau hết. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi đây chuyên nghiệp quá nãy cộng luôn. Cái cộng phải nãy là đại tè. Không, đã đủ hết rồi coi. Ở bên này cô Tư nó xin đó, Tư. Chủ nhà trọ xin. À, cô Tư nó xin đó rồi. Rồi, ai gì là Phật? Ai gì là Phật? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi nhận luôn đi. Thôi nhận luôn đi con, hãy nhận luôn đi. À, anh đang có YouTuber bên cạnh nghe không nhỉ? Dạ. Dám cạnh tranh. Sao nhận lên đó? Dạ. Thấy rồi không con? Cái nào rồi cũng nhận cho cha con phải đi. Mấy con. Nãy là chú ôm từ bao gạo dưới lên ôm một lần à. Chú ôm hết hả? Cảm ơn. Thôi để bớt lại bớt cho. Cảm ơn anh Quân. Dạ. Rồi, xin cảm ơn. Dạ. Tiếp tục à, còn ai nữa không? Chứ còn ngủ á. Ở đây là bên trong nhà trọ. Dạ. Nhà trọ 53 xuống lấy đồ. Nhận vô dạ, người ta lái hết, người ta lái sau, cha. Rồi để mấy cô bên đây lái đi. Dạ. Thấy chưa ạ? Rồi để. Lái bên đây đi. Dạ con hãy kêu nè, lấy cho nó cậu kìa.
Trời ơi. Trời lớn quá mà không vui chơi vậy. Còn mấy đứa để ra nhận ra mấy hình luôn ba. Để mấy anh nhận mấy hình đấy. Để má anh nhận đi má để lấy hình mới người mới đi anh đẹp vô. Lấy đi con. Rồi đi ra lấy luôn. Còn ai nữa? Anh đây mấy bà ơi. Má ơi chị bắt lỡ lên cho con bé. Đó, 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 đó. Hai đứa nè. Rồi. Quanh nữa nè rồi. Ra nhận vô nè. Không à. Rồi. 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 Chào hết Bye bye. Gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân.